Xin chào các bạn, đây là một cái video dành cho những bạn nào mà muốn gãy đồng bịch coin cash từ ví cá nhân nhưng mà không gãy được vì bị một số lỗi Gần đây chúng ta cũng đã biết là đồng bịch coin tăng giá trị rất nhanh cho nên có thể nhiều bạn muốn gãy đồng bịch coin cash từ ví cá nhân lên trên sàn giao dịch để mà bán Hoặc là chúng ta biết là ngày 15 tây tháng 11 này có cái halfork và có thể bị chia chuỗi cho nên nhiều bạn muốn gãy đồng bịch coin cash từ ví cá nhân lên những sàn nào mà hỗ trợ việc chia chuỗi nhưng mà khi gửi các bạn lại không gãy được thì nhiều bạn nhắn tin thường với lo lắng về vấn đề này nhưng mà bạn không cần phải lo lắng tại vì phần đông vấn đề là nằm ở chỗ là đầu năm nay đồng bịt con cá đưa ra một phiên bản mới là 0.16.2 thì trong cái phiên bản cập nhật mới này đồng bịt con mạng lưới đã chuyển qua một cái loại địa chỉ ví mới gọi là cash address thì trước đây chúng ta biết là khi mà đồng bịt con tách rời khỏi đồng Bitcoin thì lúc đó cái địa chỉ ví cái style cũng tương tự như là địa chỉ ví của đồng Bitcoin nhưng mà bây giờ với phiên bản này là địa chỉ ví của đồng bịch con cá sẽ thay đổi. Nếu như mà các bạn sử dụng địa chỉ ví cũ mà gửi qua địa chỉ ví mới thì sẽ không gửi được hoặc là ngược lại. Giống như là chúng ta sử dụng ví chữ lệnh Ledger thì trong ví chữ lệnh Ledger có thể là rất nhiều bạn vẫn đang sử dụng địa chỉ ví cũ, cho nên khi mà gửi qua những sàn họ lại không chấp nhận. Nhưng mà nào mà sử dụng Treasure thì theo không biết là Treasure đã đổi qua địa chỉ ví mới, cho nên các bạn không gặp vấn đề này khi mà chúng ta nói tới địa chỉ ví cũ thì làm sao các bạn mới có thể gửi đồng Bitcoin Cash nếu như các bạn vẫn còn đang ở trong cái địa chỉ ví cũ thì có một trang web các bạn thấy trên màn hình thường sẽ để cái link như là trên màn hình các bạn thấy đó chính là trang web cashaddress.bitcoincash.org khi mà các bạn lên trang web này thì các bạn có thể để địa chỉ Bitcoin Cash và họ sẽ thay đổi địa chỉ ví mới cho các bạn hay là thay đổi địa chỉ ví mới thành địa chỉ ví cũ giả sử như thường cho các bạn một ví dụ đây là địa chỉ ví mới thì khi các bạn bấm vào cái chữ convert thì họ sẽ cho các bạn là đây là cái địa chỉ ví cũ nếu như các bạn gửi tiền vào địa chỉ ví cũ này thì cũng tương đương như là gửi tiền vào địa chỉ ví mới thì sẽ thông qua được hoặc là ngược lại các bạn có thể đưa một địa chỉ ví cũ và thay đổi qua địa chỉ ví mới và nếu như các bạn gặp trở ngại trong việc gửi tiền ở trên Ledger hay là một số cái ví khác mà vẫn sử dụng địa chỉ ví cũ thì các bạn có thể lên trang web mình cũng mới vừa chia sẻ với các bạn để mà thay đổi địa chỉ ví và gửi tới cái địa chỉ ví đó và khi mà các bạn thay đổi địa chỉ ví thì các bạn cần phải thử trước Chứ như là các bạn muốn gửi tiền tới địa chỉ ví mới này nhưng mà gửi không được tại vì trên ví của bạn vẫn sử dụng địa chỉ ví cũ thì các bạn có thể gửi tới địa chỉ này thì các bạn có thể thử gửi một số nhỏ trước, sau đó các bạn coi có thành công hay không, kế đó các bạn mới gửi con số lớn chứ các bạn không nên mà gửi số lượng lớn liền ngay lập tức để cho an toàn hơn, các bạn cần phải nên thử trước. Thì tôi hy vọng là đây có thể giúp đỡ một số bạn về việc gặp khó khăn khi mà gửi đồng con Cash trong vòng mấy ngày vừa qua. Những bạn nào mà có câu hỏi nào hay là có suy nghĩ như thế nào thì hãy comment ở phía dưới để các bạn thấy có thể thấy được suy nghĩ của các bạn. Và thường xem lại các bạn trong video kế tiếp. Theo. Tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video này. Các bạn đừng quên nhấn cái nút like và những bạn nào mà chưa đăng ký thì hãy đăng ký vào chương trình YouTube này để nhận được những thông tin mới nhất. Và những bạn nào mà có nhu cầu liên hệ với Thuận Capital hay cần link các sàn giao dịch hay là các sản phẩm liên quan tới tiền kỹ thuật số thì tất cả các link chính thức sẽ nằm ở phía dưới cái video này. Tạm biệt các bạn.